vật cũng có, một mình nó trải qua 4-5 ông. Một thằng nó nghe nó như mình được quả, thắng được quả. Thế là của môn mình dính bản nó xúc quả nào vào môn, của môn đẻ hết cả. Của môn tôm xúc từ đây ra tận lọc bình kia đấy mà giờ vào. Chắc cũng đá bóng không biết, gôn đấy em cho anh xúc nữa mà độ 2 mét em cho anh xúc cả này. Thế bây giờ chiều ra sân nhé. Anh để 20 mét bắt em đang xúc 5 quả không bảo là sao? Tao với cái đó cũng đâu mà xúc. Tao bảo nó ra nó xuất xa. Nhưng mà em lại bảo cái thằng đấy bắt ra nó bắt. Thì cho cái thằng ra. Ừ, thằng này đang quay nhạ nhũ. Thua đi. Thua gì? Trận hôm ấy bình thường. Tiền đạo cái ông kia phải qua ông bỏ nó nhiều cơ hội quá thôi. Nên nó bao nhiêu cơ hội thì mà bóng càng lên cho đồng ý. Còn mình bóng mà mấy bạn kia toàn xuất xa nhưng phải nó áp sát vô rồi.